Tất cả lỗi là ở anh Tùng ạ. Anh ấy nhờ con. Vấn đề ở đây là con có nhờ nó thật, nhưng mà con không bảo nó là nghĩ ra mấy cái trò đấy. Con có biết nó nghĩ ra cái gì đâu ạ. Thế nào? Thế là lỗi đứa nào? Lỗi anh Tùng ạ. Lỗi đứa nào? Lỗi đứa nào? Lỗi anh Tùng ạ. Sướng nhỉ. Đấy, ăn gian rồi đấy nhá. Nói cho con nghe, đến bây giờ mà các con vẫn đổ lỗi cho nhau được à? À, các con có biết là bố xấu hổ với cô như thế nào không? Hả? Dạ, con biết không? Con biết rồi ạ. Vấn đề ở đây là lỗi là nó, không phải do con. Tại anh đã bảo. Tại mày ý. Anh rồi mà. Đừng có động vào đây. Tại nhờ em làm gì? Đừng có động vào sách của tao. Im. Bố nói cho các con nghe, cô ấy bằng vai phải lứa với các con à? Hả? Mà tại sao các con lại làm như vậy? Đấy, anh em nhà người ta thì yêu thương nhau chẳng hết, nhà mình thì suốt ngày như chó với mèo. Để cái Ngân à, phải ra ngoài ở như thế, tôi thì tôi không đồng ý đâu. Ủa má mẹ ơi, thì vợ chồng chúng con có muốn như thế đâu ạ. Anh chị ấy là phải răn đe hai đứa chúng nó đi nhá. Chứ không đến một lúc nào đó rồi nó cũng hành tôi ra bã, rồi tôi cũng phải ra ngoài ở như cái Ngân đấy. Mẹ nói thế nào chứ, các cháu nó sao nó dám làm thế với mẹ. Rồi không nói trước được đâu. Nhìn na thì thấy hai đứa chúng nó cũng dám làm lắm đấy. Mẹ cười cười cái gì, như thế mà còn cười được à? Con này, mày có ngậm miệng không? Vả cho cái bây giờ. Nghe bố nói này, mai phải tìm bằng được cô Ngân, nói xin lỗi cô về cái chuyện đấy nhá. Nhất là thằng Tùng với cả. Dạ vâng ạ. Và hai đứa phải thuyết phục cô ấy về nhà mình ở. Nếu mà hai đứa không làm được cái việc đấy thì bố tuyên bố là bố sẽ từ mặt hai đứa. Nghe rõ chưa? Kìa anh, cứ bình tĩnh đã. Thôi thì được rồi, để ngày mai em thay mặt chúng nó sang đấy để thuyết phục cô Ngân. Dù sao cũng là con cháu trong nhà, chắc là cô cũng không chấp đâu. Không được, em phải để tự chúng nó làm cái việc đấy chứ. Chúng nó lớn rồi còn phải trẻ con nữa đâu. Chúng nó phải tự chịu trách nhiệm về những gì chúng nó gây ra nhá. Nhưng mà chúng... Không nhường nhịn gì cả. Hả? Em cứ làm thế thì bảo sao chúng nó không hư. Cái thằng kia. Nó động vào sách của con, không liên quan đến con ạ. Không làm gì ạ. Đấy, đúng là con hư tại mẹ, cấm có xài. Vâng, con hư thì tại tôi. Con dở trò dại dột cũng là tại tôi. Chỉ có con ngoan là của ông thôi. Đấy, thấy chưa? Chỉ vì hai đứa mà mọi người trong nhà mâu thuẫn với nhau đấy. Còn hay đấy là mà cười. Bỏ xuống đi. Tại anh ý. Con kia. Sao chị cứ phải mưu việc vào người đấy nhở? Lỗi có phải của chị đâu. Chị cũng biết thế, nhưng mà con dại cái mang. Thôi thì chị cứ thay mặt các cháu xin lỗi cô một câu. Chị nghĩ người lớn làm như thế thì hay hơn cô ạ. Chị cứ như anh Lượng ấy, đừng nói gì, em thấy như thế lại hay. Nhưng bây giờ việc của bọn trẻ gây ra, chị cứ để cho chúng nó giải quyết. Còn việc gì bây giờ chị cứ đi theo sau chị hầu như thế thì là hỏng đấy. Hỏng thế nào được mà hỏng? Hai đứa cháu cô như thế nào cô thừa biết rồi còn gì. Làm sao mà hỏng được? Em không nói là chúng nó hỏng, mà em nói hỏng ở đây là cái cách xử lý của người lớn kia kìa. Chị không nên can thiệp vào những cái việc mà chúng nó có thể giải quyết được chị ạ. Nhưng mà bởi vì chị thấy tình hình gia đình mình căng thẳng quá nên chị xử lý luôn cho nó nhanh. Với lại bọn trẻ bây giờ nó không nghĩ như người lớn chúng mình đâu. Mình nghĩ đơn giản nhưng mà nó không chịu làm ý. Chờ bọn nó làm thì có mà đến mùng thất. Không sao, em chờ được. Chờ cho đến khi mà hai đứa chúng nó sang đây xin lỗi em một cách đàng hoàng tử tế thì em mới bỏ qua chuyện này. Cô Ngân, sao cô cứ chấp các cháu làm gì nhỉ? Dù sao cũng là cô cháu ruột thịt trong nhà. Thôi thì tôi thành khẩn một lần nữa xin lỗi cô được chưa? Thôi thôi chị ơi, em không dám đâu, chị làm thế. Như thế thì lại thành ra em lại là người có lỗi đấy. Mà thôi chuyện này chị cứ mặc kệ em. Anh chị cứ đứng sang một bên, coi như là lần này em thay anh chị dạy dỗ chúng nó được chưa? Cô... Mẹ ơi, mẹ không cần thiết phải làm như thế đâu ạ.
Cô ấy đã không đồng ý thì thôi. Mẹ cứ ngồi đấy năn nỉ làm gì ạ? Tại sao con lại sang đây? Mẹ, mẹ ngồi đấy xong để cho người ta mắng mỏ mẹ như thế mà mẹ em chịu được à? Người ta? Ai là người ta ở đây hả? Cháu với thật thế à? Cháu nói nhầm. Nhưng mà cô cũng không được phép nói mẹ cháu như thế. Nếu mà cô thích mắng ấy, cô mắng cháu ấy này. Thôi, tôi không dám. Gớm nữa, anh sồng sộc vào phòng tôi, anh mắng tôi sơi sơi như thế. Tôi còn chẳng biết là tôi là cháu anh hay là anh là cháu tôi ấy. Cho nên là tôi không dám mắng ai. Và cũng không dám nhận lời xin lỗi của ai cả, được chưa? Cô ạ, đối với cháu ấy, một lời xin lỗi không có là cái gì khó khăn cả. Nhưng mà trong chuyện này ấy, cháu vẫn chưa tâm phục khẩu phục. Tùng, cô nói năng lung tinh cái gì thế hả? Thì đúng mà mẹ, không có lửa thì làm sao có khói ạ? Nào, cháu chắc thế đấy. Thế là không được phép vừa lòng thì là đi trả đũa cô à? Hả? Bố mẹ cháu dạy cháu thế à? Cô ơi, cô lại lôi bố mẹ cháu vào rồi. Sao cô không fair play gì cả? Cháu hỏi cô nhé, bây giờ có ai nuôi bà nội và cô có chịu được không? Tùng, này nhá, cháu quá đáng lắm rồi nhá. Cô nói cháu biết là cô chưa bao giờ làm cái gì để ảnh hưởng đến mẹ mình cả. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là cô không có thời gian để ở đây mà đôi co, cãi nhau với cháu. Cho nên ý, là cháu không xin lỗi cũng được. Mà cháu không coi cô là cô cũng được. Cô không cần nhá, thích làm gì thì làm. Kìa, cô Ngân, sao cô lại có thể nói như thế được chứ? Bây giờ anh Lượng anh nghe thấy, anh ấy hiểu là mẹ con chị ức hiếp cô đến nỗi không nhìn mặt nhau nữa. Thôi, em đau đầu lắm rồi. Mẹ con chị đi về đi, cho em đi nghỉ ngơi. Thôi mẹ ơi, mẹ không phải nói nhiều với cô ấy đâu. Đi về đi mẹ. Cái thằng tưởng là mẹ nó sang xin lỗi là nó đã biết hối lỗi rồi. Cuối cùng đúng là cái thằng mất nết mà. Vào đi. Chào cậu. Chào bà. Tùng. Dạ. Pha giúp anh 2 ly trà nóng nhá. Dạ vâng ạ. Lâu lắm rồi mới gặp lại Ngân đấy. À, cũng đã bao năm rồi, Ngân vẫn như xưa. Cảm ơn bạn tôi đã quá khen. Bạn tôi vẫn phong độ như ngày nào mà càng ngày càng đẹp trai chứ. Chẳng khác ngày xưa gì cả. Thì bạn cũng vậy thôi, tớ vẫn thấy bạn đẹp như ngày xưa ấy. Trời ơi, cơ, bạn đưa tớ lên 9 tầng mây rồi đấy. Này, mà bạn vào Sài Gòn làm gì đấy? Sao không ở lại Hà Nội đi? Ở lại Hà Nội ấy, rồi vào công ty tớ làm việc. Tớ trả lương cao gấp rưỡi nội trong cộng. Gấp rưỡi á? Gấp rưỡi. Thật không đấy? Thật. Tớ là tớ ghim lâu lắm đấy nhá. Này Tùng, dạ. Sao đứng ngay như thế? Dạ. Mời khách dùng trà đi. Dạ vâng ạ. Ngân này, tớ... Cậu để cốc xuống. Dạ. Cậu đi ra ngoài đi. Dạ vâng ạ. Ngân này, cậu sao không? Không sao đâu. Cứ ngồi xuống đi. Chuyện nhỏ mà. Mày! À đi thôi. Mày. Mày phải cố. Mày giúp anh đi. Mày giúp anh đi. Giúp cái gì thì anh phải nói ra chứ. Miễn là không phải chuyện của cô Ngân nhá. Vấn đề đây là nó liên quan đến cô Ngân, mày hiểu không? Đây nhá, chuyện là như thế này này. Cô Ngân lại là bạn rất thân với sếp của anh. Mà sếp của anh bây giờ lại muốn mời cô ấy về để làm kế toán công ty anh. Mày biết rồi đấy. Bây giờ mà cô ấy ngày nào cũng ở công ty, xong rồi ngày nào cũng gặp sếp anh, thì có phải là ngày nào cô ấy cũng sẽ nói xấu anh không? Anh nghĩ là bản thân anh tốt đẹp lắm mà sợ người khác nói xấu. Vấn đề này nhá, anh với cả mày tốt nhất là bây giờ nên xí xóa tất cả các chuyện trước kia với nhau. Mình phải cùng một phe, em hiểu không? Cùng một phe, giúp đỡ lẫn nhau. Không, chả hiểu cái gì cả. Thôi, mày giúp anh đi nhá. Đây, anh bóp chân cho nhá. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Hả? Anh hiểu rồi. Thế này, anh sẽ cho mày mượn iPad một ngày. À không, không phải một ngày. Anh sẽ cho mày mượn iPad của anh khoảng 1 tháng. Sao anh kỳ bò thế? Anh phải cho em luôn iPad thì em mới giúp anh. Cho luôn iPad á? Ừ. Sao mà anh cho mày luôn được? Không thì thôi, anh tự đi mà làm với cô Ngân, em chả giúp.
Thôi được rồi, nếu như mà mày làm được cái việc này ấy, anh sẽ cho mày luôn cái iPad của anh. Nhưng mà từ từ, còn nếu mày không làm được nhá, thì không bao giờ có chuyện đấy. Ừ. Tao không đưa iPad cho mày. Em cũng không làm cho anh. Tiền trao cháo múc, anh đưa iPad cho em thì em mới giúp anh. Nhớ đưa iPad sớm sớm cho em đấy. Không cô Ngân nói xấu anh chết. Tiền trao cháo múc rồi đấy. Cách gì nói luôn đi. Thì bây giờ anh cứ xin lỗi cô là xong mà. Cái gì? Mày bị điên à? Giả tao ai bắt này. Sao anh ngốc thế nhở? Anh thử động não mà xem. Bây giờ anh cứ suốt ngày bày trò như thế, hậu quả ra sao anh biết rồi đấy. Bây giờ chỉ có thành tâm, phải xuất phát từ trái tim thì mới chạm đến trái tim được. Anh cứ thành tâm xin lỗi cô đi. Xin lỗi cô mọi nơi mọi lúc, bất kể khi nào. Xin lỗi kịch liệt, mạnh liệt vào. Giống như là cái cách anh cưa gái ấy. Xin lỗi kịch liệt. Nhớ nhá. Mạnh liệt. Ừ. Nhưng mà tao đã cưa gái bao giờ đâu mà tao biết. Cứ nghe theo em đi. Em nói chỉ có đúng thôi, đảm bảo luôn. Xin lỗi kịch liệt, mạnh liệt. Nào bây giờ. Dạ alo, em nghe đây sếp. Vụ trang trí lại nội thất cho công ty, em đang đi tham khảo mấy chỗ. Ngày mai em sẽ gửi anh báo giá và hình ảnh ạ. Chị Ngân nào ạ? Thế có nghĩa em phải làm việc với cung ạ? Chị Ngân về việc này ạ? Dạ vâng, em biết rồi ạ. Em chào anh ạ. Ôi, sếp ơi, sao sếp lại làm cái việc khó thế? Mà sao ai cũng bắt mình đi xin lỗi cô Ngân ý nhở? Bực mình. Tin. Mới đủ ly cà phê lên người mà đã bị sếp mắng như thế rồi. Không được, tầm này là không thể nào mà sĩ diện được nữa rồi. Cô ơi, cô cháu mình làm hòa nhé. Tên này đã đủ chân thành chưa nhỉ? Đã xem rồi đấy. Hay là chưa đủ chân thành nhỉ? Cô ơi, cháu biết lỗi của cháu rồi. Xem tiếp rồi mà tại sao lại không nhắn tin lại nhỉ? Hay là thôi, gọi điện đi thôi nhanh. Này chết. Alo. Alo cô ạ? Vâng. Sao tự nhiên lại tút tút thế này? Chết rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Cước phí được tính theo cước thoại thông thường. Thuê bao quý khách vừa gọi đây là chết tôi rồi. Đúng rồi. Mày ơi. Ông ba. Sao nhanh hết tập thế? Trời ơi. Mà ai bắt xịn của khác. To, xem phim đã thật đấy. Nhưng mà to quá, thế nên là nhìn rõ từng lỗ chân lông của oppa mình. Em thương oppa lắm. Này cái đồ vô duyên kìa, vào phòng em sao không gõ cửa đấy? Này, tao không hiểu là cái cách của mày nó như thế nào. Tao làm theo cái cách đấy rồi, nhưng mà cũng có hiệu quả gì đâu. Em bảo với anh rồi, chỉ như cái cách tán gái ấy, nhây vào chai cái mặt lên. Ừ, nhây vào, chai cái mặt lên. Nhây quá, cô chặn luôn cả tin nhắn của tao rồi kìa. Nhây đấy, thôi thôi mày trả tao iPad đấy, bịp vừa. Từ đã. Thua keo này ta bảy keo khác chứ.
Cô cũng tập ở đây ạ? Cô cháu mình tập trung với nhau đi. Cô ơi, cháu mua nước hoa quả cho cô này. Cô uống đi, cho đẹp da ạ. Chả dám. Cảm ơn. Cô. Xong rồi Tùng ơi. Mình đi gây sự với ai không gây sự, lại gây sự với bạn thân của sếp bao giờ không? Tùng ơi, Tùng làm sao bây giờ? Tùng à? Anh ạ. Làm sao thế? Mặt cậu cứ bí xị như thất tình. Úi dồi anh ơi, thất tình đã tốt, em ý, sắp thất nghiệp đến nơi rồi đây này. Ui dồi, có chuyện gì à? Có chuyện anh ạ. Chả là em với cả cô Ngân có tí hiểu lầm với nhau. Bây giờ nhá, không giải quyết được vấn đề này là em mất việc luôn. Ui, nghiêm trọng thế cơ à? Vâng, nghiêm trọng lắm chứ. Được. Hay là anh giúp em đi. Tôi á? Vâng. Anh giúp em. Anh giúp em giảng hòa với cả cô Ngân, được không? Ừ. Anh nói đỡ cho em. Nhưng mà tôi giúp như nào? Còn giúp như thế nào nữa? Anh bây giờ nhá, anh ra này. Ừ. Anh nói những điều tốt đẹp về em. Ừ. Với cô ý. Ừ. Được không? Thế trong việc này ấy, tôi được cái gì? Ê, anh được cô của em còn được cái gì nữa? Ừ. Cô của cậu à? Thôi anh ạ, anh đừng có mà giả vờ nữa. Em biết thừa là anh cũng có tình ý với cô của em đấy. Ừ. Anh nhìn xem cô em nhá, trông á tuy hơi dừ một tí thôi, nhưng mà xét về cái độ ngọt ấy thì cái tầm con gái trẻ bây giờ còn phải chạy dài, đúng không? Ừ thì cậu nói cũng đúng. Ừ. Nhưng mà sao giờ vẫn ế? Ế là ế thế nào? Ừ. Anh nói chuyện buồn cười nhỉ? Không phải là ế, mà là cô em ấy đang muốn tìm một người tử tế để yêu. Ừ. Anh hiểu không? Một người đàn ông này, đẹp trai, sáu múi, ga lăng, công ăn việc làm ổn định. Ừ. Chưa có người yêu. Anh như còn ai vào đây nữa, đúng không? Cậu nói cũng hợp lý đấy. Đúng rồi, hợp lý mà. Thế này nhá, coi như là bây giờ em đẩy thuyền cho hai người. Một công đôi việc, anh vừa ra giao lưu làm quen gặp gỡ cô em, vừa giúp đỡ em luôn. Được luôn. Ừ. Yên tâm. Nhanh lên nha. Đi đi. Đúng rồi. Mạnh mẽ lên nào, lên nào, mạnh mẽ lên nào. Thôi xong. Mưa rồi. Chán thế chứ lại. Mưa to quá nhở? Ơ kìa, Tú đang nói chuyện với Ngân đấy. Ờ. Mà từ giờ ấy, mình đừng xưng hô là chị em nữa nhá. Gọi xưng tên cho thân mật đó. Ừ, đúng rồi. Mà Ngân dạo này nhìn khác trước nhở? Khác gì? Thì xinh và trẻ hơn rất là nhiều ấy.
thế hả? Cảm ơn nhé. Ngay đổ nước đi. Thank you. Cho Tú nghe cùng với nhé. Trời đã đổ mưa rồi mà sao em vẫn chưa đổ tôi hả Ngân? Ok Ngân. Ngân đang tìm gì đấy? Tôi tìm chìa khóa xe. Để ở trong này bây giờ mất tiêu đâu ấy. Hay là Ngân để xe ở đây đi, đưa Ngân về. Thôi tôi cảm ơn. Thôi để tôi gọi anh trai mang khóa xe cua đến vậy. Tèn tèn tèn. Thì ra là cậu lấy trộm khóa của tôi. Thì Tú cũng chỉ muốn Ngân ở lại nói chuyện thêm một chút thôi mà. Vô duyên. Ok Ngân, đừng về mà. Buông ra. Ngân. Cả buông đứng ra. Ngân.